chương trình lễ hội ánh sáng Ninh Kiều Cần Thơ lần thứ nhất năm 2020, đêm Tây Đô huyền ảo, chỉ đạo thực hiện Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, ban tổ chức chương trình Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, đơn vị thực hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại dịch vụ Big Sun, ekip thực hiện Giám đốc sản xuất Nguyễn Bửu Nghi, chỉ đạo nghệ thuật đạo diễn Minh Duy, đạo diễn hình ảnh Huy Lê, đạo diễn ánh sáng Huỳnh Lai, giám đốc truyền thông Phạm An Giao, giám đốc âm nhạc nhạc sĩ Tiến Mạnh, DJ Tấn Hiền, giám đốc thiết kế Thanh Phong, âm thanh ánh sáng Duy Phương, màn hình LED Việt Xô, màn hình nước Dương Dành, máy chiếu Việt Hải, kỹ xảo hiệu ứng sân khấu Đại Hưng, bảo trợ truyền thông Big Sun Media, ekip sự kiện Big Sun Event, đơn vị tài trợ độc quyền tập đoàn Kitarus, tổng đạo diễn Tạ Thanh Tùng.